Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình nhận được khá là nhiều những comment của một bạn có cái nickname là Cử Đỗ. Bạn này có cái nickname là Cử Đỗ. Bạn đã comment khá là nhiều luôn và bạn đang trách móc mình là lừa đảo. Ha, trách móc mình là lừa đảo. Mà ở đây ấy, mình coi là bạn đang share một cái video mình chia sẻ về cái việc gọi là tải và cài đặt cái Windows 10, cái bản 1809 mới nhất. Bạn nói mình là lừa đảo. Lừa đảo, không biết là mình lừa đảo cái gì. Mình đã xem đi xem lại cái video này và mình nhận được rất là nhiều comment của các bạn nói là ok thế này thế kia, rồi các bạn nói là mình làm sao mà chậm quá, làm kỹ quá, không sao không bỏ qua những cái bước thừa đi mà làm kỹ quá. Đó. Mà bạn này thì bạn lại chửi mình là đây, mình sẽ đọc cái comment đầu tiên nhé. Phú, sao tôi không làm được Win 10? Bạn nói vậy nha. Rồi, cái comment thứ hai bạn nói là hỏng máy tính rồi. Comment thứ ba, chỗ. Comment thứ tư, lúc máy tính bật lên thì làm quá nhanh, không thể nhìn được hơn. Không thể nhìn được, hơn nữa còn quá mờ. Rồi, tiếp tục lừa đảo, tiếp tục không thể cài được, tiếp tục mau nghĩ cách giúp tôi sửa máy tính. Bạn chơi cho mình một loạt những comment như vậy thì mình cũng không hiểu tại sao bạn lại nói là mình lừa đảo. Và các bạn để ý ấy, thường thường trong những cái video khi mà mình chia sẻ các bạn, mình thường hay nói là mỗi máy nó có một cái kết cấu khác nhau và nó có những cái menu khác nhau. Cho nên khi các bạn xem, có thể là máy các bạn nó không giống mình. Nhưng các bạn phải tư duy lên, mình luôn nói các bạn phải tư duy lên, có nghĩa là các bạn phải suy từ cái của mình ra cái của bạn và bạn áp dụng vào, chứ bạn làm y xì không thể nào mà được nha. Không thể nào mà được, bởi vì máy tính không thể nào cái nào giống nhau được, trừ khi bạn xài nguyên một bộ á, cái bộ đó nó y chang bộ mình luôn, mainboard nó giống của mình, rồi tất tật tật mọi thứ nó đều giống của mình hết thì ok bạn sẽ làm giống của mình. Hoặc là laptop thì các bạn phải xài cái máy giống y chang của mình luôn thì các bạn mới làm giống mình được. Chứ còn bây giờ các bạn đang xài một cái máy tính khác hoàn toàn mình mà các bạn vô các bạn bảo là làm thế này thế kia rồi lừa đảo thì mình cũng không hiểu tại sao bảo lừa đảo. Rồi, mình sẽ phân tích những cái câu hỏi của bạn này. Bạn bảo là cái chỗ mà bật máy tính lên ấy thì mình làm nhanh quá, không thể nhìn được, hơn nữa là quá mờ. Thì cái chỗ này ấy, thường thường các bạn thấy trong những cái video mà mình chia sẻ các bạn về cái cách mà gọi là cài Windows thì các bạn cứ để ý đi. Khi mà máy tính lên thì nó có cái gì đâu. Một á, khi các bạn cài Windows, các bạn là muốn cài Windows từ USB hay cài từ đĩa DVD hay cài ổ cứng như vậy hết. Cái cách mà dễ nhất các bạn cài, đầu tiên các bạn mở máy lên, mình hay nói các bạn là nhấn phím F12. Nhấn phím F12 để gọi cái boot menu lên ha. Phím F12 gọi cái boot menu lên. Có như vậy thôi, đâu có gì đâu. Còn nếu mà không được thì mình hay nói các bạn là có thể là máy các bạn khác mình. Máy mình thường là F12. Còn máy của các bạn có thể không phải, có thể là Escape, có thể là F1, có thể là F10 hoặc là những cái phím khác, vân vân và mây mây mây, đúng không? Rất là nhiều phím bởi vì mỗi một nhà sản xuất người ta sử dụng một cái phím khác nhau. Nhưng cái phím mà chúng ta hay sử dụng mà thông dụng nhất đó là cái phím F12 và mình thấy hầu như những nhà sản xuất người ta đều sử dụng F12, đó là cái boot menu. Nó đâu có gì đâu. Vậy tại sao mà kêu làm nhanh? Mình đã nói rất là rõ ràng. Mình chỉ có tua qua những cái đoạn mà ví dụ như mình nhấn 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 này nè. Đó. Nhưng mà trước khi mà mình tua đó, mình vẫn nói các bạn là nhấn liên tục cái phím này, nhấn liên tục cái phím kia thì mình mới nhấn 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 như thế này. Thì mình hỏi các bạn chứ bây giờ nếu mà một cái đoạn dài có nhiều cái máy, các bạn biết không? Thời gian mà chúng ta gọi cái boot menu lên nó rất là lâu. Mình có một cái máy khi mà mình làm video cho các bạn ấy, cái thời gian chờ cái boot menu lên rất là lâu, có thể nó kéo dài cả 1 phút đồng hồ luôn đấy, rất là lâu. Bây giờ các bạn cứ nghĩ chả lẽ mình quay cho các bạn coi, mình để 1 phút đồng hồ cho các bạn chờ là mình cứ nhấn 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 như vậy, làm sao được đúng không? Nếu mà làm như vậy chắc các bạn còn chửi mình thối đầu luôn đấy. Cho nên bắt buộc mình phải
tua qua. Cái lý do ở đây tại vì sao mình không cắt bỏ đi, tại vì nếu mình cắt bỏ đi thì nó sẽ bị thiếu cái bước đó, và các bạn sẽ bỡ ngỡ và các bạn sẽ còn chửi mình nhiều hơn. Cho nên cái cách mà tốt nhất là mình sẽ tua. Cho nên các bạn cứ để ý đi, trong những cái video của mình, cái đoạn đó nó sẽ chạy rất là nhanh, đúng không? Nó chạy rất là nhanh luôn, tại mình tua mà, mình dùng cái kỹ xảo là cho nó tua nhanh video thì nó sẽ rất là nhanh. Thì bạn này có thể là bạn chưa biết gì về cái việc cài đặt Windows, cho nên là bạn nói mình là làm quá nhanh, thậm chí là quay quá mờ. Thì nếu mà quay mờ đó thì các bạn cũng thông cảm với mình, tại vì thực chất ra mình cũng chả có giàu có gì, mình cũng chả phải là công ty hay là một cái gì đó, một tổ chức nào đó, mình chỉ là làm cá nhân. Và những cái thiết bị của mình sử dụng thực sự rất là đơn giản luôn. Đây cho các bạn coi nè, có dùng gì đâu, dùng có mỗi điện thoại nè, dùng có mỗi cái điện thoại để quay thôi nha, chứ không có dùng gì hết á. Mình chỉ dùng cái điện thoại thôi, một cái điện thoại Samsung rất là cùi bắp để mình quay cho các bạn coi, chứ mình không có dùng là máy quay này máy quay nọ để quay cho các bạn, cho nên là cái độ nét không thể nét được đó. Thì mình cá nhân mà, mình chỉ là một YouTuber, mình chỉ là một vlogger thôi, mình có gì mình làm đó. Và mình cam kết các bạn, những gì mình chia sẻ rất là thật và rất là nhiệt tình luôn, không bao giờ giấu giếm bất cứ cái gì hết, có chia sẻ đó. Cho nên nếu mà bạn trách móc mình ở các đoạn công đoạn mờ này thì mình cũng đành chịu thôi, không có cách nào cả. Còn nếu như bạn mà muốn rõ, muốn đẹp thì ok, cứ donation cho mình đi, mình sẽ mua máy quay giữ về mình quay cho các bạn coi ha, cho được đẹp. Rồi, tiếp tục mình sẽ phân tích tiếp những câu của bạn này. Bạn này bạn nói mình là lừa đảo. Lừa đảo. Không hiểu tại sao bạn lại dùng cái từ mà mình nói mình là lừa đảo. Nói thật các bạn luôn nha, mình không phải là mình nói là mình hay hay gì đâu, nhưng mà dám cá các bạn luôn, bây giờ các bạn mà lên trên YouTube á, các bạn xem những cái video mà người ta chia sẻ cho các bạn cài Windows, chia sẻ cho các bạn sửa máy tính, mình dám cá các bạn luôn, không bao giờ mà người ta làm kỹ như mình. Mình dám cá như vậy luôn, không bao giờ người ta làm kỹ như mình nha. Thường á, tại vì mình ngày xưa mình đi học á, chứ lúc mà mình bước vô nghề này mình cũng như các bạn thôi, nhưng mà cái thời đó các bạn biết không, internet nó không được như giờ đâu, xài hồi đó xài internet nó rất là cực. Mình đi tìm thông tin á, các bạn biết không, đi vô á người ta chỉ cho chúng ta đúng không, thay vì nó có 3 bước đi, bước 1, bước 2, bước 3 đúng không, người ta không bao giờ ta làm vậy hết á. Người ta làm bước 1 làm chút xíu à, cái nhảy lên cuối bước 2 luôn, có thể thậm chí lên bước 3. Thì nếu như bạn mà là một người rành kỹ thuật á, ok, bạn sẽ coi được ngay, bạn sẽ hiểu được cái ý người ta làm thế nào và bạn sẽ làm được, bạn tư duy ra bạn làm được. Nhưng nếu bạn là một người không rành kỹ thuật, bạn không thể nào mà làm được. Đây là chia sẻ thật lòng của mình nha, không bao giờ bạn làm được luôn. Nhưng mà mình dám cá bạn, bạn cứ coi video của mình đi, coi kỹ đi, bạn sẽ thấy mình không bao giờ mình giấu bất cứ cái gì hết. Thậm chí mình còn quay cho các bạn coi là ở trên cái bàn phím là mình bấm cái nút nào luôn mà, không bao giờ giấu ha. Làm rất là rõ ràng, đàng hoàng. Những cái chỗ không cần thiết mình sẽ tua cho nó nhanh đi. Chứ không thôi, nếu mà một cái video mà cứ để nguyên như vậy, thật các bạn luôn, mấy tiếng đồng hồ chưa xong. Các bạn đừng có tưởng nha, làm một cái video như này cho các bạn coi không hề đơn giản tí nào. Như những cái video mình ngồi nói chuyện như thế này ấy, thì nó đơn giản rồi, không có gì hết. Nhưng những cái video mà mình cài máy, mình sửa máy cho các bạn coi không hề đơn giản tí nào đâu các bạn. Quay rất là nhiều góc quay rồi thế này thế kia, rất là lằng nhằng và mất thời gian, chứ không đơn giản như các bạn đâu nha. Cho nên là bạn mà nói là lừa đảo á, thì bạn vui lòng bạn coi lại, thật bạn luôn nha. Nếu mình mà lừa đảo bạn những cái này á, mình chả được cái gì cả, mình đâu được gì từ bạn đâu. Mình bỏ công ra mình quay video cho bạn coi mà, mình đâu được gì từ bạn đâu, đúng không? Không có gì từ bạn hết, cho nên không có gì phải lừa đảo cả. Thà như mình quay cho bạn coi á, mình lừa bạn là bao nhiêu tiền á, thì ok, cái đó bạn nói mình lừa đảo thì được. Còn này bạn đấu cho mình gì đâu mà nói mình lừa đảo, đúng không? Rồi, ok, tiếp theo nha. Bạn nói mình là bây giờ là bạn không thể cài được, và bạn nói mình là mau nghĩ cách giúp tôi sửa máy tính. Không thể cài được. Thì mình nói trước cho các bạn biết luôn, trong những cái video á, mình hay nói các bạn là nếu như các bạn cảm thấy các bạn có nhu cầu và các bạn tự tin, các bạn dám chịu trách nhiệm với những việc các bạn làm, ok, các bạn hãy làm. Và các bạn cũng biết đấy, là khi mà chúng ta nghịch ngợm máy tính thế này ấy, là cái chuyện mà lỗi Win rồi hư Win là cái chuyện bình thường, và cái chuyện cài lại Windows cũng là cái chuyện bình thường, nó xảy ra như cơm bữa thôi, nó không có gì hết. Thậm chí nói thật các bạn luôn, một ngày mình có thể cài lại cái máy cài 10 lần để mình làm video cho các bạn xem.
Cho nên nếu như mà bạn mà không chắc chắn được cái việc này và bạn không chịu trách nhiệm được cái việc các bạn làm thì bạn đừng có làm. Bởi vì mình biết chắc đó là bạn không có rành và bạn cũng chả có biết gì về cái việc cài Windows. Và trước khi làm bạn cũng không chịu xem kỹ. Bạn xem là cái kiểu là tua tua đến cái đoạn mà bạn cần xem thôi, rồi bạn xem bạn làm và bạn sẽ không làm được. Bạn không làm được rồi bạn bị lỗi, rồi bạn lại quay vào bạn chửi mình, DM mình. Đó, đây là mình biết, đây là những cái kiểu xem của những người mà không chịu xem kỹ. Mình khuyên bạn là trước khi bạn làm, bạn nên xem trước 3 lần nha, nên chỉ xem trước 3 lần. Đó là cái điều mà tốt nhất bạn nên làm trước khi mà bạn theo dõi cái video để bạn xử lý cái máy của bạn ha. Chứ còn bạn mà cái kiểu mà bạn không chịu xem trước, bạn cứ vô các bạn mở lên bạn xem, cái bạn đang nóng lòng là bạn sửa máy mà bạn cứ tua 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 đi. Đây là tâm lý của tất cả mọi người thôi, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà bạn hãy tập cái tính là hãy xem trước đi, xem trước, xem thật kỹ ít nhất là 3 lần nha, 3 lần rồi sau đó bạn hãy làm. Mình bảo đảm với bạn, bạn sẽ làm được. Bởi vì khi mà bạn xem trước như vậy á, bạn sẽ biết là đến cái bước đó bạn nhắm là bạn có làm được hay không. Nếu như bạn không làm được, ok, bạn bỏ qua, bạn sẽ không làm theo. Thì cái máy của bạn nó vẫn ở cái trạng thái ban đầu đúng không? Nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Còn nếu như bạn không xem trước á, bạn cứ vô cái bạn làm theo, ví dụ như là có 5 bước đi chẳng hạn, ví dụ. Bạn làm xong 2 bước rồi. Ngon lành, 2 bước đầu bạn làm ngon lành. Đến bước thứ ba cái bạn không biết làm, bạn bị, mặc dù bạn vẫn làm theo video đó nhưng mà bạn không làm được bởi vì cái khả năng của bạn không thể đáp ứng được. Đó, thế là thôi tiêu luôn. Nó bị lỗi rồi, lúc này nó đang thuyền đang giữa sông rồi, không thể nào mà vào được nữa, đúng không? Đó. Hoặc là bạn làm cái xong xuôi từ đầu đến cuối 4 bước rồi, đến bước thứ năm thua không làm được, rồi cũng tiêu luôn, rồi lại vào đêm tiếp. Đấy, cực không? Cho nên là trước khi bạn làm, bạn nên xem kỹ ha. Rồi thì bạn cường đỗ, mình sẽ bạn cử đỗ chứ. Đâu, mình xem lại cái tên nào. Bạn này là cử đỗ nha, bạn cử đỗ. Bạn vui lòng bạn xem lại những cái video mình cài Windows để bạn có cách bạn khắc phục lại cái máy của bạn nha. Thì mình hy vọng rằng bạn sẽ sớm khắc phục được cái máy của bạn để bạn được vào Windows, bạn xài một cách bình thường ha. Rồi thì cái video này muốn chia sẻ với các bạn một số điều như vậy thì hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu dùng cho mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.